Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Tzigac model là MV800. Tzigac thường chúng ta biết đến là một thương hiệu rất nổi tiếng chuyên sản xuất các dòng audio chất lượng cao, chẳng hạn như là đầu câm hoặc là băng cối. Và chúng ta rất là hiếm gặp những cái model VFS của Tzigac. Tzigac không đầu tư nhiều cho VFS, tuy nhiên để đáp ứng được một vài model trong hệ thống Hi-Fi thì là Tzigac cũng có sản xuất ra một vài model, và những model này cực kỳ hiếm. Thì đa phần là những model này là mua lại của Victor GVC, sau đó chỉ việc gắn cái thương hiệu Tzigac vào mà thôi. Đối với những ai sưu tầm VFS thì khi nhìn diện mặt bên ngoài này có thể đoán được model này giống với lại model của máy Victor GVC, model là HRD565. Thiết kế bên ngoài ngoài rất là giống. Tương tự ở đây tôi có một đầu Yamaha IV1000. Đầu Yamaha IV1000 này tôi đã giới thiệu cho các bạn trên YouTube từ rất lâu rồi. Thì tương tự như Tzigac thì Yamaha cũng ít đầu tư cho lĩnh vực VFS. Model IV1000 này về cơ bản thì ruột gan giống hoàn toàn với lại HRD565, rồi chỉ việc thiết kế lại cái mặt ngoài mà thôi. Cả hai model này đều được xây dựng trên cơ sở của đầu HRD565, cho nên là ruột gan hoàn toàn giống nhau. Còn về mặt ngoài thì chỉ thiết kế lại khác khác một tí mà thôi. Chẳng hạn như là cửa bên. Đây chính là cửa bên của máy Tzigac. Và đây chính là cửa bên của máy Yamaha. Chúng ta thấy là thiết kế của nó tuy khác nhau nhưng mà những cái nút chức năng này hoàn toàn giống. Nó chỉ việc đổi vị trí và cái style mà thôi. Đầu Tzigac MV800 này thuộc dạng đầu Hi-Fi Stereo. Mặt ngoài của máy được thiết kế bằng mặt nhôm màu xám nhìn rất đẹp. Phía trước của máy có logo VFS được in nổi, nhìn rất vintage. Đây chính là cửa nạp băng. Cũng giống như model HRD565 thì đầu Tzigac MV800 này, phần cửa băng của nó sẽ có hai cửa lồng vào nhau. Và đây thuộc dạng là máy 4 hết. Đây chính là các phím vận hành thao tác băng cơ bản. Ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng của audio khi chúng ta ghi băng. Nhìn rất vintage. Ngoài ra máy này còn có chức năng audio limiter cho phép chúng ta tự động điều chỉnh âm lượng khi ghi băng. Đối với máy Yamaha IV1000 thì nút này đổi tên là Red Level. Đây chính là nút dùng để chỉnh tracking. Đây chính là nút dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Đây chính là công tắc dùng để chỉnh chế độ hiển thị của đèn VU, có thể là off, hiển thị mức âm lượng hoặc là hiển thị mức hi-fi tracking. Đây chính là các công tắc chọn audio ngõ ra, chẳng hạn như là nghe normal, nghe hi-fi hoặc là nghe mix. Và đây chính là chúng ta có thể là nghe rời ở kênh trái, kênh phải hoặc stereo. Đây chính là jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Ở đây có các nút nhấn nhiều màu sắc. Ở đây chính là các nút nhấn dùng để thiết lập timer và RAM. Và những phím này thuộc dạng là phím soft touch. Chúng ta nhấn vào rất là nhẹ, giống như là phím cảm ứng vậy. Đây chính là khu vực phía sau của máy. Máy ở trên này đó chính là máy Tzigac MV800 và máy ở dưới là Yamaha IV1000. Sự khác biệt duy nhất đó chính là máy Tzigac thì có phần anten UHF và VFF. Còn máy Yamaha IV1000 thì không có. Phía sau của máy còn có công tắc là Video NR. Đây chính là tính năng giảm nhiễu trong hình ảnh. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Chúng ta thấy là nội thất của máy hoàn toàn giống với lại model GVC Victor HRD565. Cấu tạo của bên trong máy có rất nhiều bộ phận. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Do là model cổ cho nên là máy sử dụng nguồn biến áp. Nguồn biến áp này chạy rất ổn định và rất bền. Tấm mạch to ở trên này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý video và audio. Tấm mạch rất là to và có cấu trúc khá là phức tạp. Trên tấm mạch này sử dụng toàn linh kiện analog. Ở đây có sử dụng chip của GVC và những IC dạng phát như vậy. Những IC này rất thông dụng trong những máy Victor GVC được sản xuất trong thập niên 80.
Đây chính là khối mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi. Và ở đây có sử dụng rất nhiều những tụ audio chất lượng cao. Chứng tỏ chúng ta thấy là khi thiết kế thì họ đã rất chú tâm đến chất lượng của âm thanh. Phía dưới này sẽ có hai tấm mạch. Tấm mạch ở trên đó chính là mạch tuner và RF. Và tấm mạch ở dưới cùng đó chính là mạch điều khiển hệ thống và servo. Chúng ta sẽ tiếp cận mạch này ở khung dưới. Đây chính là khu vực bộ dàn cơ của máy. Loại dàn cơ này cũng khá là thông dụng trong những máy Victor GVC được sản xuất trong giai đoạn thập niên 80. Loại dàn cơ này chạy khá bền và ổn định cho nên là sau này một số hãng đã thiết kế dàn cơ dựa trên mẫu này. Có thể kể đến đó chính là Toshiba và NEC. Đây chính là phần trống tự của máy. Trống tự của máy còn rất mới. Trên trống tự này sẽ có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp SB, một cặp EP và một cặp mép từ dùng để ghi và phát âm thanh hi-fi. Bên cạnh trống từ sẽ có một con damper dùng để ổn định tốc độ chạy băng và lực căng băng. Đây chính là khối plugin, bao gồm là motor plugin, các hệ thống bánh răng giảm tốc và cam. Ở đây sử dụng motor có moment rất mạnh. Đây chính là phần hộp băng của máy. Đối với Victor GVC thì loại hộp băng này có lẽ là loại bền nhất và chạy ổn định nhất. Loại này sau này được cải tiến lên và sử dụng trong máy chuyên dụng BRS811. Hiện máy đang gặp một lỗi nhỏ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Hộp băng của máy này có hai cửa, khi chúng ta cho băng vào thì cửa nhỏ phía dưới sẽ đẩy xuống. Và ở trên thì có dòng chữ là cassette inside. Bây giờ tôi thử tua băng. Khi bấm nút tua băng thì chúng ta thấy là băng không xoay. Sau một khoảng thời gian thì bộ máy login này sẽ điều khiển cam trở về trạng thái stop để bảo vệ. Bây giờ là tua ngược. Khi tua ngược cũng vậy, băng này không chạy. Và sau khoảng thời gian thì là máy sẽ vào trạng thái stop. Nguyên nhân của lỗi này là do capstan không hoạt động. Lỗ này rất nguy hiểm, nếu như chúng ta bấm nút play thì hai càng sẽ đưa lên sau đó thu về và khiến băng có thể là bị hỏng. Vì vậy cho nên là tôi sẽ lấy cuốn băng này ra. Và tôi sẽ cho một cuốn băng không có dây băng vào, đây chính là băng nháp. Bấm thử nút play. Room vẫn xoay bình thường, hai càng login đưa lên. Nhưng mà chúng ta thấy là băng này không xoay, capstan không hoạt động. Sau một khoảng thời gian thì hai càng sẽ tự động đưa về để bảo vệ băng. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra và chúng ta sẽ cùng nhau sửa máy. Để kiểm tra hoạt động của capstan thì chúng ta buộc phải kiểm tra từ khung dưới. Để kiểm tra hoạt động của capstan thì chúng ta sẽ tiếp cận ở khung dưới. Đây chính là phía dưới của máy. Tấm mạch to này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển servo cho các động cơ. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là motor của hộp băng. Đây chính là motor của trống từ. Và dàn cơ này sử dụng cơ chế login bằng hai vòng chạy ngược chiều nhau. Sau này Toshiba cũng có thiết kế tương tự như vậy. Đây chính là motor capstan, bu ly chính và bộ ly hợp số. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào. Cho cuốn băng không có sợi băng vào. Bây giờ tôi thử tua băng theo chiều tiến. Motor capstan không xoay. Nhưng mà khi tôi đẩy nhẹ thì nó lại xoay. Và nó chạy cũng khá là yếu. Đây là tua băng theo chiều ngược.
Ở cái chiều ngược này thì chạy còn yếu hơn nữa. Bây giờ tôi sẽ sử dụng VOM để chúng ta kiểm tra điện áp của cáp xăng. Điện áp nuôi cho cáp xăng là khoảng 6V. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra thử điện áp điều khiển. Khi tua băng nhanh thì điện áp điều khiển là khoảng hơn 8V, nhưng mà cáp xăng vẫn không xoay. Bây giờ là tua ngược. Tua ngược thì điện áp điều khiển là khoảng 6V nè. Nó vẫn không xoay. Bây giờ là play. Khi play thì điện áp nó cao khoảng 12V. Khi mà tôi lấy tay kích nhẹ thì là có xoay ha. Nhưng mà khi giữ lại thì nó là đứng yên. Vậy là có khả năng là cái cáp xăng này bị hỏng rồi. Tôi sẽ thử tìm một cái mới và chúng ta kiểm tra xem có phải là do cáp xăng hỏng hay không. Đây chính là một motor cáp xăng mới. Tôi sẽ gắn dây và kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào. Bây giờ tôi thử bấm nút tua băng. Cáp xăng quay rất mạnh nè. Moment rất mạnh. Stop. Bây giờ là tua ngược. Tua ngược chạy cũng rất mạnh nè. Bây giờ là play. Cáp xăng mới thì vẫn xoay bình thường. Còn ở trạng thái unlocking thì nó sẽ tự động thu băng về. Vậy là cái cáp xăng cũ này đã bị hỏng rồi. Thì chúng ta sẽ thay cái mới này vào. Để tháo và thay thế cáp xăng này một cách bài bản thì trước tiên thì chúng ta phải lấy cái phần học băng này ra. Mà muốn lấy phần học băng này ra thì chúng ta buộc phải tháo cái mặt trước của máy này, rất là khó khăn. Cho nên ở đây tôi sẽ làm rút gọn, tôi sẽ làm theo mẹo. Cáp xăng sẽ có 3 con ốc, mà trong đó có một con ốc bị cái càng này nó che rồi, cho nên chúng ta sẽ tháo cái càng này ra.
Sau cái tay capstan thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của máy. Tôi thử tua băng. À, bây giờ băng đã chạy ok rồi. Bây giờ là tua ngược. Tua ngược này băng cũng chạy bình thường luôn và lực kéo rất mạnh. Bây giờ là play. Máy lên hình bình thường nha các bạn. Vào thời điểm năm 1986 mà hình ảnh đẹp như vậy là rất tốt. Những máy được sản xuất năm 1986 được cổ như vậy thì cái tiếng nó rất là mộc. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đồ Zizek model là MV800, cũng như là hôm nay chúng ta đã cùng nhau thay capstan của máy này. Đây thực chất ra là đồ Victor GVC HRD565, mà chỉ khác cái mặt ngoài thôi. Zizek đã thiết kế lại cái mặt ngoài của nó sao cho bắt mắt và đẹp hơn, mang phong cách riêng của họ. Đồ này cũng có giá trị sưu tầm rất cao. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều model khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.